Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ khám phá những hình động vật hoang dã này nhé. Rồi. Tên là anh Sún. Tên là bé Bông. Rồi, hôm nay chúng ta cùng học tên các con vật nhé các bạn nhá. Cùng bạn anh Sún ở bé Bông nhé các bạn nhá. Đầu tiên chúng ta cùng học con này nhé. Con gì đây vậy? Con gì đây? Con voi. Đúng rồi. Con thỏ. Đúng rồi. Bé Bông thật là giỏi. Con cá sấu. Đúng rồi. Bé Bông giỏi quá. Anh Tùng Anh đang dạy bé Bông đấy. Con gì đây? Đúng rồi. Đúng rồi. Anh Sún đang dạy em Bông đấy. Con sói. Đúng rồi, em Bông giỏi quá các bạn ơi. Tiếp theo nào. Con gì vậy? Là em Bông. Em Bông chắc chưa biết con này đúng không? Đúng rồi. Con ơi, đây con gì? Con báo. Con báo. Nhớ chưa? Đâu con báo đâu? Đây. Đúng rồi, con báo đẹp quá. Báo. Đúng rồi. Tiếp theo nào. Rồi cao lên cùng bạn xem nào. Con gì đây? Em bé. Con gì nhỉ? Đúng rồi. Sư tử, đúng rồi, sư tử. Sư tử đây các bạn ơi. Đúng rồi, đây con sư tử nhé các bạn nhá. Đúng rồi, tiếp theo. Đây con gì? Con gì đây nhỉ? Bạn Bông con nhỉ? Con gì ăn dưa hấu nhỏ. Con gì đây nhỉ? Nó cắn miếng dưa hấu đang tan tành. Con gì nhỉ? Con gì đây nhỉ? Lúc mình đi vườn bách thú mình xem rồi. Con gì nhỉ? To rồi. À, tiếp. Con hà mã. Đúng rồi, đâu con hà mã đâu? Con hà mã. Cho các bạn xem hà mã nào. Đây là con hà mã nhé các bạn nhá. Tiếp con này con gì vậy? Dơ trước này này. Con gấu. Đúng rồi, hoan hô em bé Bông nhá. Con gấu bắc cực. Em Bông giỏi quá các bạn ơi. Con đây là con gì nhỉ? Con sóc. Đúng rồi. Em Bông giỏi quá các bạn ơi. Con gì bay bay nhỉ? Con gì bay bay nhỉ? Con gì nhỉ? Em Bông nhỉ? Em Bông nào đang học bài mà em Bông? Con gì? Con gì bay bay trên trời nhỉ? Là con đại bàng. Con đại bàng. Đúng rồi. Tiếp theo nào. Con gì nhỉ? Con gì? Con gì nhỉ? Con gì đó? Con gì nhỉ? Con chăn. Con chăn. Đúng rồi. Đây. Con gì nhỉ? Con gì mà lúc bố chúng mình nuôi đấy nhỉ? Đúng rồi, bố mình nuôi đấy. Con gì nhỉ? Xong bó đầu ông chúng mình đấy. Con rắn. Con rắn, đúng rồi. Đây. Đây là con gì nhỉ? Con hươu. Con hươu. Đúng rồi. Con hươu rồi. Con cáo. Con cáo. Đúng rồi. Đấy. Đây là con gì nhỉ? Em Bông chắc biết con này đấy. Con gì đây các bạn nhỏ ơi? Con gì nhỉ? Lúc con màu trắng đấy. Lúc con màu trắng mà em Bông nói đấy. Bé Bông vừa đọc rồi. Con gì nhỉ? Xong đẹp là gấu bắc cực rồi. Đây là con đen gì? Gấu gì? Bắc cực. Không phải. Con gấu. Con gấu bắc cực thì màu trắng phải không nào? Còn con đây, gấu bình thường. Còn đây con gấu bình thường nhá. Con thể đột. Đúng mà hay cứu người đấm nhau khủng long rồi. Đúng rồi. Con gì nhỉ? Con lợn rừng. Con lợn rừng. Mắn cậu mình nuôi đấy. Đúng rồi. Anh Tuấn giỏi quá. Anh xuống rồi quá anh xuống ơi. Đã anh xuống rồi quá. Con gì nhỉ? Con hổ. Đúng rồi. Hổ. Con gì nhỉ? Con chuột tối gọi là con tăng cu. Đúng rồi. Anh xuống giỏi quá. Con nạc gà. Con nạc gà. Đây. Con gì nhỉ? Con tê giác. Con yêu ca cổ. Đúng rồi. Hoan hô. Yeah. Hôm nay bạn anh Sún đã dạy cho em Bông rất nhiều điều thú vị về tên các con vật đấy các bạn ạ. Và bạn Bông cũng đã tiếp thu rất là nhanh. Thì nào chào các bạn nào. Hôm nay chúng ta cùng đến đây thôi nào. Xin chào các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại. Chào các bạn lần sau. Nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.